Hello tất cả anh em. Tiếp tục cái series Tranh Công Gaming thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một nơi mà mình và cũng như anh Bom cũng như là Sơn Chất hay giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Thì tuần trước mình có làm một cái video là khoe cái góc làm việc của mình rồi. Nhưng ngày hôm nay mình tiện đây, sau một khoảng thời gian nó sắm sửa đồ đạc, thì tôi sẽ cho các bạn xem cái góc mà nơi mà anh em chúng tôi giải trí khi mà không ngồi ở máy tính nó sẽ như thế nào mọi người nhá. Đây là cái căn phòng phòng khách mà nơi mà tôi mấy anh em kiểu đi làm xong ấy hay ra đây kiểu ngồi ăn uống này, nghỉ ngơi này. Thì cái phòng khách này phải đến 70% là bạn Minh Nghi, bạn ấy sắm sửa cho anh em chúng tôi. Cái căn phòng khách này bình thường thì nó không như này, nó chỉ có mỗi những cái đồ này thôi. Nhưng mà sang tuần này thì nó giống như một cái nhà kho. Đây tôi sẽ cho bạn xem cái nhà kho như nào nhá. Đây mới chỉ gọi là 1/10 những món đồ chuẩn bị sắm cho nhà anh Bom đây. Đây là cái hộp tã. Xong rồi đây là cái chỗ để cho trẻ em ngồi trên ô tô đấy. Đây chỉ là 1/10 thôi, mấy hôm nữa còn nhiều nữa thì nguyên cái căn phòng khách này nó sẽ là thành một cái phòng kho, các bạn hiểu không? Ok, thế bây giờ mình sẽ giới thiệu qua các bạn một chút về nơi nghỉ ngơi đi. Đây là cái ghế lười mà bạn Nghi như là lựa chọn cho bọn tôi đấy. Đấy, cái ghế lười này nó rất là thích. Nó sẽ khác cái ghế mà bình thường là tôi hay ngồi ấy, thì cái chất vải ở đây nó rất là dày. Đấy, ngồi rất là thoải mái luôn. Bình thường là bọn tôi hay ra đây bọn tôi ngồi xem bóng đá. Đấy, anh em ngồi xem bóng đá ở đây. Thì bình thường là lúc mà anh Bom khó chịu với anh Leo chẳng hạn, hay là lúc anh em chúng tôi ngồi nhiều quá xương khớp nó nhức, chúng tôi nó có một cái bao đấm bốc. Đấy, đây là cái bao đấm bốc để cho anh em chúng tôi gọi là luyện tập tay chân. Đấy, còn các bạn biết là anh Bom thì sẽ luyện tập như này ạ. Quy tắc bàn tay phải, đúng không? Luyện tập dần. Ngủ là phát, không nói nhiều luôn, được không các bạn? Bố Mai Nam Hải này này, nói thế là không được đâu. Buồn đi nói chơi, sợ đách gì? Mày, hợp lý chưa? Đây là quy tắc bàn tay phải, đấy. Cho mọi người xem thì vì sao tôi đặt cái xe đạp ở đây thì đấy, bình thường này, ngồi đây, kéo rèm ra, đó, sẽ thấy được khung cảnh bên ngoài, thôi cứ ngồi đạp xe này thôi, chiêu này thôi, sướng dã man luôn. Còn đây là về phần giải trí các bạn nhá. Ở đây thì bọn tôi có hai cây đàn này ở dưới nhà tôi, còn cây đàn kia là cây đàn của bạn Minh Nghi. Đấy, bạn ấy không dùng nữa thì tôi bảo là thôi bạn không dùng thì đưa đây tôi dùng. Tôi là gọi là guitar chính trong nhà, gọi là cũng học một tí gọi là đệm cho nó oai, đúng không? Chiều nay trời mây vẫn biết xanh như ngày anh đưa em qua từng miền vi vu, và giờ đây anh lạc bước giữa những cơn đêm xưa cũ. Đường xa mình ta lê bước chân những ngày lang thang không được bờ vai trông mong, nhận ra ta đã đánh thức những khó khăn trong lòng. Có cả máy gọi là đấm bóp tay chân luôn, massage đấm bóp tay chân luôn. Yeah. Còn đây là cái máy để massage đầu. Bạn Nghi cũng trang bị cho anh em chúng tôi là một cái màn hình tivi để xem bóng đá. Ngày hôm nọ thì cũng nghe anh Bom gọi là ôm cầu xin khóc lóc bảo mua cho cái tivi đi để anh em ngồi xem bóng đá, xem Liên Minh Huyền Thoại, xem các kiểu cho nó vui. Thì cũng sau một khoảng thời gian đấu tranh khá là lâu thì bạn Nghi cũng đã đầu tư cho anh em chúng tôi một chiếc màn hình để có thể vừa xem YouTube vừa xem bóng đá, giải trí sau những ngày làm việc cực kỳ căng thẳng trong căn phòng kia. Đây là một chiếc tivi smart tivi để có thể kết nối được mạng. Thì chúng ta phải có một bộ gì ạ? Một bộ Black Speed. Đây, bộ Plaspeed của bọn tôi đây. Đây là chiếc máy PS5, máy lọc không khí PS5. Thì chiếc PS5 này thì bọn tôi sẽ ngồi chơi những cái tựa game như kiểu Spider-Man, chơi đá FIFA, đá PES ở trên máy này. Đầy đủ luôn là từ hoạt động thể chất này cho đến tinh thần. Cộng thêm đó là về phần giải trí, ca nhạc đầy đủ luôn trong cái căn phòng khách này. Chứ chỉ cần này, game thủ có thật sự các bạn là game thủ, chỉ cần như vậy là đủ. Các bạn cũng có hỏi tôi rất nhiều trên livestream cũng như là ở những cái buổi check phòng lần trước, các bạn hỏi là tôi sử dụng con tai nghe gì. Thì ngày hôm nay tiện đây tôi giới thiệu cho bạn một con tai nghe Sony InZoneBuds. Đây là chiếc tai nghe mà tôi mua từ rất lâu rồi. Tôi trải nghiệm từ trước khi tôi quảng cáo chiếc tai nghe này, được chưa ạ? Cho nên ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn thật kỹ về chiếc tai nghe này và giải đáp tất cả những cái thắc mắc vì sao tôi lựa chọn tai nghe này và những ưu nhược điểm khi mà sử dụng chiếc tai nghe in-ear này mọi người nhé. Chiếc tai nghe này tôi mua từ cái lúc mà tôi đi Trung Quốc để xem giải CS2. Thế là tự dưng bất giác trong đầu tôi nghĩ rằng là mình muốn mua một chiếc tai nghe
để có thể đeo và bay nhảy hay là làm trò khi mà live stream. Tôi hay ngồi bày trò live stream như kiểu là hôm mở chợ đêm cho anh em viewer. Thì đấy, tôi mặc cái áo pháp sư và tôi đeo chiếc tai nghe này, nó rất là tiện. Nó tiện khi mà ngày trước là tôi hay dùng chiếc tai nghe cụp này. Đấy, thì nó sẽ bị lõm đầu là một. Cái thứ hai là khi sử dụng cái tai nghe đấy, nó sẽ kiểu là hoạt động, nó sẽ bị dễ rơi và nó bị văng lung tung, các bạn hiểu không? Nó sẽ không kiểu là đội được chiếc mũ pháp sư lên hay là làm trò được quá là nhiều. Lúc đấy tôi chưa hề biết một chiếc con tai nghe này. Tôi hỏi tai nghe bây giờ con tai nghe nào đeo bút lỗ tai, tiện lợi, ngon, chất lượng âm thanh nó ok hay không. Thì bên đấy cũng bảo là hiện tại bây giờ đang có một con Sony. Đây con này, InZoneBuds. Đây là con Sony này, thì tôi cũng đã tìm hiểu. Thì trước là tôi cũng thấy là Remind bạn cũng đã quảng cáo con tai nghe này. Xong rồi tôi cũng ngồi xem video, tôi cũng xem là trong con tai nghe này cũng ok. Xong rồi đặc biệt hơn nữa là nhìn nó cũng rất gaming. Nhìn nó cực kỳ gaming luôn. Đấy, nhìn cực kỳ gaming luôn. Nằm ở trong một cái hộp, nó cực kỳ là nhỏ gọn. Cổng kết nối của nó là sang là cổng kết nối Type-C. Cổng kết nối Type-C thì đây nó sẽ có hai chế độ. Đó là chế độ dành cho PC và chế độ dành cho PS5 và mobile. Cho nên là các bạn dùng ở máy PS5, dùng ở PC, dùng cả điện thoại cũng được. Nếu mà các bạn không có cổng Type-C, các bạn có thể mua một cái đầu nối USB, USB to Type-C. Đấy thì các bạn cũng vẫn có thể sử dụng bình thường. Con tai nghe này thì tôi hầu như bây giờ tôi sử dụng con tai nghe này là trong tất cả các buổi livestream của mình, bởi vì tôi thấy được là nó rất là tiện lợi với bản thân tôi. Tại vì đeo vào đầu tiên là mình sẽ giữ được cái form tóc, và đeo cái này tôi có thể là xoay thoải mái, nghịch thoải mái mà không lo là mình bị rơi vướng hay bị nặng đầu. Đấy, đấy là lý do vì sao mà tôi sử dụng con tai nghe này thường xuyên. Chợt về giữa sương mơ. Cái tiếp theo đó là nó dùng đa dạng các nền tảng PC, PS5 cũng như là mobile. Thỉnh thoảng là tôi mang này cắm vào điện thoại vẫn nghe được. Bây giờ tôi sẽ gạt sang chức năng để cho điện thoại. Nói chung là đây là một chiếc tai nghe giống kiểu là 3 trong 1 đấy. Từ PS5, từ điện thoại, xong rồi còn cả từ PC nữa. Có thể sử dụng nó một cách ok nhất có thể. Đấy, đây này, tôi cho bạn xem. Đấy, nó đã hỏi là kết nối tai nghe này. Mình tai nghe một cái xong, vậy là chúng ta đã kết nối được tai nghe điện thoại, rất tiện luôn. Đấy, ví dụ là tôi đang ngồi trên PS5 chẳng hạn. Đấy, tôi đeo lên tai như này, xong rồi tôi ngồi tôi chơi như này. Đó, thì nó rất là tiện. Còn về cái nhược điểm thì thật sự các bạn rằng là nhược điểm duy nhất ấy, tôi nghĩ rằng ở bất kỳ một chiếc tai nghe in-ear nào đều có nhược điểm là khi các bạn đút vào cái lỗ tai này, thì tất nhiên là dùng lâu thì nó sẽ bị nóng tai. Nhưng mà tôi khuyến cáo anh em sử dụng bất kỳ tai nghe, kể cả tai nghe chụp hay tai nghe in-ear, thì chúng ta nên sử dụng nó trong khoảng thời gian là 4 đến 5 tiếng. Hoặc là khi các bạn sử dụng 1 đến 2 tiếng thì các bạn phải bỏ ra cho bản thân tai mình nghỉ ngơi. Đấy, để mình có thể trải nghiệm âm thanh nó tuyệt vời hơn. Thì con này nó có cho mình một cái đầu bút, nó rất là mềm. Lúc đầu sử dụng thì không cảm giác đau mấy. Có những kiểu buổi livestream tôi live 6-7 tiếng, 8 tiếng tôi vẫn sử dụng tai nghe này và nó không ảnh hưởng gì đến cái trải nghiệm của tôi cả. Đó, nó là một cái rất là điểm cộng chiếc tai nghe Sony InZoneBuds này. Quan trọng nhất là đấy là cảm nhận của tôi từ trước khoảng trong 6 tháng sử dụng. 6 tháng sử dụng là một khoảng thời gian rất là dài, 6 tháng để tôi có thể trải nghiệm tất cả những cái ưu nhược điểm của chiếc tai nghe này. Đấy, còn về phần lượng pin, theo như bên phía nhà sản xuất thì bảo là pin này nó có thể là 10 tiếng hay 8 tiếng hay 12 tiếng gì đấy. Có buổi livestream dài nhất của tôi là khoảng 7 đến 8 tiếng, và tôi từng là live như thế, và tôi thấy là đeo chiếc tai nghe này suốt khoảng thời gian 7-8 tiếng nó vẫn còn pin và vẫn ok, không vấn đề gì cả. Thì tôi nghĩ là pin nó sẽ sử dụng được khoảng chục tiếng đấy nếu các bạn đeo liên tục. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng cho các bạn xem là về chiếc tai nghe này, chúng ta sẽ điều chỉnh nó qua cái phần mềm hấp riêng của nó. Nó cực kỳ hay luôn. Thực ra ấy, là trước đến giờ khi mà tôi mua tai nghe này về ấy, là tôi cũng chẳng chui vào cái hub, in-zone hub của nó bao giờ. Tại vì đeo vào phát rồi thì nó ok hết rồi. Nhưng mà đây cũng phải giới thiệu qua những anh em mà kiểu là những anh em nào mà có sự khó tính nhất định ấy, thì anh em có thể vào đây chỉnh sửa setting theo ý của mình. Thực ra đây rất là nhiều. Các bạn nhìn thấy cái bộ setting để các bạn có thể set up theo cái sở thích của bản thân mình. Ví dụ những anh em mà không chơi game thuần game FPS, anh em lại thích chơi game kiểu MOBA hay là xem phim ấy, thì đây cũng sẽ có những cái setting riêng dành cho những anh em muốn setting tai nghe theo ý của mình. Đấy, nó có update liên tục để nâng cấp những cái phần mềm của cái hub này. Đó, thì bản thân tôi cũng không phải là một người quá khó tính. Cho nên là tôi đeo vào tôi thấy dùng ok là được rồi. Chắc là nếu như có vào thì tôi vào tôi sẽ xem cái phần thời lượng pin là còn bao nhiêu phần trăm pin. Đấy, mỗi cái đấy thôi. Thì tôi cũng chả còn một cái, có cái gì để tôi có thể chui vào cái hub này để tôi thử cả.
khi mà tôi tham khảo trên web thì rất ấn tượng với một tính năng của chiếc tai nghe này, đó là 360 spatial sound dành cho chơi game. Thì đây là một cái mà tôi vừa nói với các bạn đấy. Thì khi mà các bạn sử dụng cái tính năng này thì các bạn có thể nghe được tất cả những âm thanh chạy từ sau đầu cho lên đỉnh đầu. Tôi đánh giá là đây cũng là một cái tính năng mà nó khá là hay ở chiếc tai nghe này. Đấy, với cái thiết kế mà tôi nghĩ rằng đây là một cái thế khá là nhỏ gọn để các bạn có thể mang đi đâu cũng được. Đấy, để vào túi cũng được này, để vào túi cũng nhỏ gọn này. Đó, xong rồi không thì cũng để trong cặp này. Thực ra là với cái thiết kế hộp nhỏ này ấy, nó cũng chả chiếm diện tích mấy với đồ đạc các bạn mang đi cả. Ok, thì tôi cũng đã giới thiệu qua cho anh em về cái căn phòng mà bọn tôi giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Đấy, đây là một căn phòng mà được các bạn Minh Nghi đầu tư và hỗ trợ về tài chính rất nhiều. Cảm ơn bạn rất nhiều nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và hẹn mọi người ở các video Check Up Kim Minh lần sau. Và nếu như anh em nào muốn có cho mình một chiếc tai nghe 3 trong 1 đó, phù hợp cho cái việc đeo di chuyển ra ngoài, sử dụng điện thoại, sử dụng PC, sử dụng PS5, thì các bạn có thể sử dụng chiếc tai nghe Sony InZoneBuds này là một option lựa chọn cho mình. Thì chiếc tai nghe này nếu như mà anh em muốn được nghe nó, được trải nghiệm nó trước khi xuống tiền mua về để sử dụng lâu dài, thì các bạn có thể tham khảo trên các website hoặc có thể đi đến tất cả các cửa hàng của Sony trên toàn quốc để trải nghiệm và nghe thử nó trước khi xuống tiền mua về cho bản thân mình để sử dụng lâu dài. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Và đừng quên để lại một like, một subscribe kênh. Và các bạn nếu có những câu hỏi gì muốn đặt thì có thể comment ở bên dưới, mình có thể giải đáp cho tất cả bạn nhá. Tạm biệt mọi người, cảm ơn, bye bye.